vật nghiêm trọng trên iOS, nhắc đến một trong những cuộc chiến căng thẳng nhất trong giới công nghệ, không thể không nhắc đến cuộc cạnh tranh giữa Android và iOS trên thị trường smartphone. Lúc còn sống, CEO Steve Jobs của Apple cũng đã không ít lần chỉ trích và thậm chí khẳng định sẽ tiến hành chiến tranh hạt nhân để tiêu diệt Android vì cho rằng nền tảng này đã sao chép giao diện và các tính năng của iOS. Điều đó cho thấy mối quan hệ và sự cạnh tranh căng thẳng giữa Google và Apple trên thị trường smartphone. Tuy nhiên, ở lĩnh vực bảo mật Google và Apple đã có sự hợp tác để cùng nhau chống lại tin tặc, những kẻ xấu lợi dụng các lỗ hổng bảo mật để tấn công người dùng. Cụ thể, nhóm nghiên cứu bảo mật Project Zero của Google đã phát hiện được 12 lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trên nền tảng iOS của Apple, chủ yếu nằm trên trình duyệt Safari của thiết bị. Với các lỗ hổng bảo mật này, các tin tặc có thể chèn mã độc vào các trang web và khi người dùng thiết bị chạy iOS, bao gồm iPhone và iPad, truy cập vào các trang web này, Mã độc sẽ khai thác lỗ hổng bảo mật trên nền tảng iOS để tấn công và xâm nhập vào thiết bị. Mã độc sau đó sẽ lấy cắp các thông tin trên thiết bị như danh sách liên lạc, hình ảnh, thông tin địa GPS và thậm chí dữ liệu của các ứng dụng bên thứ ba như Instagram, Gmail hay WhatsApp. Sau đó sẽ gửi các dữ liệu này ra một máy chủ đặt ở bên ngoài do tin tặc kiểm soát. Dữ liệu được gửi đi sau mỗi 60 giây để có thể lấy cắp những dữ liệu mới nhất từ thiết bị của nạn nhân.